Ý nghĩa tên gọi của 63 tỉnh thành Việt Nam phần 3. Tỉnh thành thứ 43 là Bình Phước. Bình Phước có tên gọi từ ngày 30 tháng 1 năm 1971 khi Trung ương Cục miền Nam ra nghị quyết sắp nhập hai tỉnh Bình Long, Phước Long thành một đơn vị trực thuộc Trung ương Cục. Thứ 44 là Bà Rịa Vũng Tàu. Bà Rịa Vũng Tàu là địa danh ghép bởi Bà Rịa và Vũng Tàu. Địa danh Bà Rịa là phiên âm tên nữ thần chấn sóng Champoria, cũng có thể được cấu tạo theo phương thức chuyển hóa từ nhân danh Nguyễn Thị Rịa, người Phú Yên, năm 15 tuổi cùng đoàn lưu dân từ Dinh trấn biên vào Nam, có công lớn trong việc khai khẩn vùng rừng núi Đồng Xoài. Theo nhiều nguồn thông tin thì vùng đất này có ba mặt giáp biển rất thuận lợi cho tàu bè đậu tránh gió trước khi vào Gia Định, nên về sau gọi là Vũng Tàu. Tỉnh thành thứ 45 là Tây Ninh. Tây Ninh thời xưa vốn là vùng đất thuộc Thủy Chân Lạp, với tên gọi là Rom Dom Ray, có nghĩa là chuồng voi. Vì nơi đây chỉ có rừng rậm với muôn thú dữ như cọp, voi, beo, rắn, cừ ngụ. Tên gọi Tây Ninh có nghĩa là yên ổn về chính trị ở phía Tây. Thứ 46, Đắk Nông. Đắk Nông đặt theo tiếng Mân Nông có nghĩa là nước hoặc đất của người Mân Nông. Đắk Nông nằm ở cửa ngõ phía Tây Nam của Tây Nguyên, phía Bắc và Đông Bắc giáp với địa phận tỉnh Đắk Lắk, phía Đông và Đông Nam giáp với tỉnh Lâm Đồng, phía Nam giáp với tỉnh Bình Phước và phía Tây giáp với Vương quốc Campuchia. Thứ 47 là Đắk Lắk. Đắk Lắk có tên gọi theo tiếng Mân Nông có nghĩa là hồ Lắk, với Đắk có nghĩa là nước hay là hồ. Đắk Lắk được xem là một trong những cái nôi nuôi dưỡng không gian văn hóa cổng chiêng Tây Nguyên, được UNESCO công nhận là kiệt tác truyền khẩu và phi vật thể nhân loại thế giới công nhận. Thứ 48, Gia Lai. Gia Lai có nguồn gốc tên gọi bắt nguồn từ chữ Gia Rai, tên gọi của một tộc người bản địa có số dân đông nhất trong tỉnh. Từ này có nghĩa là vùng đất của người Gia Rai, có thể là ám chỉ vùng đất của Thủy Xá và Hỏa Xá thuộc tiểu quốc Gia Rai xưa. Thứ 49 là Kon Tum. Kon Tum theo ngôn ngữ Ba Na thì Kon là làng, Tum là hồ, chỉ tên gọi một ngôi làng gần một hồ nước cạnh dòng sông Đắk Pla mà hiện nay là làng Kon Nơ Năm ở thành phố Kon Tum. Thứ 50 là Lâm Đồng. Lâm Đồng được thành lập từ việc sắp nhập tỉnh Lâm Viên với tỉnh Đồng Nai Thượng. Thứ 51 là Long An. Long An là địa danh được hiểu theo nghĩa An là yên ổn, an toàn, Long là đầy đủ, hưng thịnh, lớn, tốt đẹp. 52, Tiền Giang. Tiền Giang là địa danh được đặt theo sông Tiền, là vùng đất được người Việt, trong đó phần lớn là từ vùng Ngũ Quảng đến khai hoang và định cư từ thế kỷ thứ 17. Sau nhiều lần thay đổi tên, thay đổi vùng địa lý, đến năm 1976 mới có tên chính thức là tỉnh Tiền Giang, trên cơ sở hợp nhất tỉnh Mỹ Tho, tỉnh Gò Công và thành phố Mỹ Tho. Thứ 53 là Vĩnh Long. Vĩnh Long âm Hán Việt có nhiều nghĩa, có thể ngụ ý là sự thịnh vượng, là từ Long, bền lâu mãi mãi, Vĩnh. Tên Vĩnh Long một thời được gọi là Vãng Long, nhưng Vãng khó lý giải mối quan hệ ngữ nghĩa, vì nghĩa của Vãng là đi, đã qua thường không phù hợp với nghĩa Vĩnh như trong từ ghép Vĩnh Long. Có thể lý giải con đường chuyển đổi ngữ âm cho dễ phát âm hơn, nhiều từ cũng chuyển từ Inh sang Ang như vậy. 54 là Cần Thơ. Cần Thơ là địa danh khi đối chiếu với tên Khmer nguyên thủy của vùng này là Prek Rusay, là sông tre, không có liên quan gì về ngữ âm, nhưng trước đây có một con rạch mang tên một loài cá Khmer là Kìn Tho, cá sặt rằn. Về sau biến âm thành Cần Thơ. Bản thân tỉnh Cần Thơ đã được thành lập vào từ mùng 1 tháng 1 năm 1900 dưới thời Pháp thuộc, sau đó theo được tách nhập và xê dịch về địa lý nhiều lần. 55, Đồng Tháp. Đồng Tháp có tên gọi là Đồng Tháp 10, có nghĩa là tháp thứ 10 hoặc tháp 10 tầng. Thậm chí có người cho rằng địa danh tháp 10 được hình thành và chuyển hóa như sau: Tháp 10, Gò Tháp 10 gọi tắt là Gò Tháp, Đồng Tháp 10, vùng Đồng Tháp 10, Tháp 10 cộng Đồng Tháp. 56 là Bến Tre. Bến Tre ngày xưa, người Khmer gọi là xứ tre vì có các dòng xứ tre này mọc rất nhiều. Sau đó người dân lập chợ buôn bán và gọi là chợ Bến Tre, gọi tắt của bến xứ tre. 57 là An Giang. An Giang xưa là đất Tầm Phong Long. Về sau nước Chân Lạp dâng cho chủ Nguyễn, vua Gia Long tổ chức mộ dân đến khai hoang, đưa dân vào định cư trở thành một trong năm kỷ lục tỉnh thời nhà Nguyễn độc lập. Tên gọi An Giang nghĩa là dòng sông an lành, có thể định cư lâu dài, ý nghĩa cho việc khuyến khích di dân khẩn hoang lập làng. Thứ 58 là Kiên Giang. Kiên Giang là tỉnh được thành lập vào năm 1975, phần lớn là vùng đất thuộc trấn Hà Tiên cũ do Mạc Cửu khai phá vào thế kỷ thứ 17. Địa danh Kiên Giang có thể bắt nguồn từ một con sông ở Rạch Giá, đó là sông Kiên. 59 là Hậu Giang. Hậu Giang là địa danh có tên gọi bắt nguồn từ tên sông Hậu. Năm 1976 cũng từng có một tỉnh Hậu Giang thuộc miền Tây Nam Bộ, bị giải thể năm 1991 do bị chia thành tỉnh Cần Thơ và tỉnh Sóc Trăng. Sau đó vào năm 2004, tỉnh Cần Thơ được chia thành thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương và tỉnh Hậu Giang hiện nay. Thứ 60 là Bạc Liêu. Bạc Liêu được phát âm theo tiếng Hán Việt, từ tiếng Triều Châu là Pô Léo, có nghĩa là xóm nghèo, làm nghề hạ bạc, trải lưới, đánh cá đi biển. Ý kiến khác lại cho rằng Pô là bót hay là đồn, còn Liêu có nghĩa là Lào, ai Lào. Theo tiếng Khmer, vì trước khi người Hoa Kiều đến đây sinh sống, nơi đó có một đồn binh của người Lào. Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng gọi Bạc Liêu xuất phát từ tiếng Khmer Poleng, nghĩa là cây đa cao. 61 là Trà Vinh. Trà Vinh là một địa danh gốc Khmer, tên tiền thân là Trà Vàng,
có thể là biến âm từ Phrachapeng có nghĩa là ao, ao Phật hay ao linh thiêng, vì cho rằng ngày xưa người ta đã đào được tượng Phật ở dưới ao ở vùng đất này. Thời nhà Nguyễn thì Trà Vinh là tên phủ, sau thành huyện thuộc phủ Lạc Hóa tỉnh Vĩnh Long, được lập ra vào năm 1832. Thứ 62 là Sóc Trăng. Sóc Trăng là biến âm của Sóc Trăng, xuất phát từ tiếng Khmer Srok Klang. Srok có nghĩa là sứ, Klang có nghĩa là kho chứa vàng bạc của vua. Trước kia người Việt viết là Sóc Khả Lăng, song nữa biến thành Sóc Trăng. Tên Sóc Trăng đã có những lần bị biến đổi hoàn toàn, thời vô Minh Mạng đã đổi lại thành Nguyệt Giang tỉnh có nghĩa là sông Trăng. Và cuối cùng 63 là Cà Mau. Cà Mau cách viết cũ là Cà Mau, là cái tên được hình thành do người Khmer gọi tên vùng đất này là tức Cà Mau, có nghĩa là nước đen, do lá tràm của thảm rừng tràm U Minh bạt ngàn rụng xuống làm đổi màu nước thành đen.